Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube về miền tuyết trắng của Thanh MC nhá. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở dưới sân bóng của công viên Taganski. Và ngày hôm nay thì mình đi ra đây để ghi hình một trận bóng đá giao hữu của các cầu thủ. Và cũng như quý vị và các bạn theo dõi trên kênh đã biết rồi thì hôm vừa rồi là đội bóng mới liên hoan xong. Và ngày hôm nay thì đội bóng lại tiếp tục quay là sau những giờ làm việc thì xuống dưới này để tập luyện để cho thể thao nâng cao sức khỏe đó. Và thường thì tất cả những các cái ngày trong tuần, mỗi một tuần là vào ngày thứ sáu thì là anh em chú cháu chúng tôi lại quay là xuống sân để quay như là đá bóng cho nó khỏe người. Và sau những các cái giờ làm việc tại khu vực trung tâm thương mại buôn bán xong thì về nhà thì bây giờ quay là mọi người đã ra sân hết rồi. Bây giờ để chia đội ra là bắt đầu để đá cho nó khỏe người thôi. Đây đây là một buổi gọi là thể thao cho nó khỏe người thôi. Mình cũng quay để làm kỷ niệm để cho mọi người xem, chia sẻ để cho các bạn biết về cuộc sống cũng như là những các cái của những người Việt đương sinh sống tại nước Nga. Đây là một trong những buổi chiều mà ngày hôm nay thì thời tiết đây các bạn thấy đấy, mùa hè nhưng mà hôm nay ở dưới đường vẫn rất là lạnh. Mọi người xuống đây là toàn phải mặc áo khoác hết, lạnh lắm. Hôm nay là có coi như là 16, 17 độ thôi ở ngoài trời nên là rất là lạnh. Cầu thủ Tuyên thì hôm nay là dự bị rồi, bị chấn thương hôm vừa rồi, coi như là tay, coi như là bắt gôn, coi là hôm nay là phải đứng bên ngoài rồi, không vào được. Lâm chưa thấy ra. Hà Tâm, Hà Đồng rồi là coi là Thảo Ma là biết có đây hết rồi, Tuấn Anh ở đây, Tiến đây, các loại coi là các cầu thủ coi là đến hết rồi, Tú đây, đã đến đây hết rồi. Và bây giờ thì còn vẫn đương đợi tiếp. Bên này thì là sân anh em chú cháu chúng tôi thuê từ lúc coi như là 6:30, thuê 2 tiếng thì hết giờ là coi là sẽ đến lượt người Tajikistan, họ sẽ vào sân đá xong, cho nên là mình thuê vào cái giờ này phải thuê bartender mùa đông mùa hè các thứ thì là mới thuê được sân, chứ còn thuê những các cái giờ vàng như này rất là khó. Mà nhất là về mùa hè này thì thuê thì khó lắm, bởi vì là các người ở các cái nước khác như Uzbekistan rồi Tajikistan, Kyrgyz rồi mọi người người Nga các thứ họ cũng rất là đá rất là nhiều, cho nên là thuê sân mùa hè này nó rất là khó. Quý hôm nay cũng ra sân hết rồi, 2-4 quan khánh trắng kìa, Minh, Tuệ, có hết các cầu thủ đi ra rồi, còn Lâm là chưa thấy đâu, còn một số cầu thủ là về Việt Nam chưa sang, Phạm Minh Tuấn chưa sang, Nguyễn Tuân là chưa sang, Xuân Trường coi là hôm nay thì chưa thấy đâu. Nào, trận đấu bây giờ bắt đầu chính thức rồi nha các bạn nhé. Mình lại đang chấp tay à? Ôi giời ơi anh Quý ơi. Hay lắm. Đấy. Hay lắm. Ta sang tú, ta sang tú. Hà Đồng lên hay lắm, Thảo Ma bình tĩnh thôi, anh Thảo em luôn, anh Thảo em luôn, kia, anh lên tú tú, hay quá bạn ơi, bắt, wow, được đấy.
Hay lắm. Bắn luôn. Tiến bắn luôn. Ôi giời ơi, anh bắt lại. Hà Đông. Hay quá. Ép vào đi. Ép vào. Ui giời ơi, dài quá. Một người nhà nhá. Một người ép vào luôn. Hay lắm. Cáo cú. Góc rồi. Hà Đồng đã phá được bóng ra bên ngoài rồi. Lên nhanh Tú. Lên. Ui giời ơi. Thả ma chậm quá. Kèm người ép vào luôn đi. Một người ép vào. Đấy, sợ hai ông. Hay lắm. Tú luôn. Trên à, Một người ép vào chứ. Lên rồi, Hà Đông lên nhanh. Anh thả chạy cánh đi. Tú đâu? Vào. Nhưng mà kèm người nhá.
lên nhanh, bao rồi ơi. Bắt luôn bạn ơi. Chạy một lúc là nó nóng người lên ngay mà. Gió lạnh quá nhỉ. Hay lắm. Ai, wow! Hay quá, từ từ thôi. Hà Đồng lên. Hay quá. Ui giời. Ôi rồi may quá, Hà Tam đẩy ra. Đã được 30 phút rồi mà hiện nay tỷ số vẫn là 0-0. Ui giời ơi. Ôi. Tắt lên, tắt lên. Lên. Hay lắm. Ui giời ơi, Hà Đồng sút luôn. Đến mới. Bắt luôn, bắt luôn. Anh. Hay quá em ơi. Ú đâu lên. Em ơi. Sút luôn. Ta sang, bắn. Ta sang. Rồi. Hay lắm. Vỗ tay. Đây là đã vào 1-0 rồi. Tỷ số hiện nay đương là 1-0 rồi. Không thể cãi được cái gì. Rồi hay lắm. Bắt luôn, bắt luôn, bắt luôn. Hay lắm. Dẫn lên. Đưa cho. Tú. Bao rồi ôi. Ui. Vẽ đưa quả. Ôi giời ơi. Anh Tâm ơi, sao quả đấy lại để sảy được này. Ơi là may quá nhỉ. Quả đấy Hà Tâm đẩy ra. Tiếp tục góc. Anh Tâm muốn lên, anh Tâm muốn lên. Lên lên. Bắt một con.
Quạt lại, quạt vào anh Hảo, quạt vào anh Hảo. Không vào. Vào rồi. Hay lắm, tiến đâu lên. Khảo đâu. Tú. Vào Tú. Tiến đâu vào. Khải bắt quay được đấy. Khải quay là con trai của Khánh Trắng bắt được đấy. Cánh não giữa này, tối nay con lên đấy. Dạ đi, anh chưa qua là đâu rồi.
ôi 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 tí nữa thì bắn luôn. Thế là coi là tỷ số là đã san đều rồi, 1-1 rồi. Hay lắm Thảo đâu. Wow, ui giời ơi. Ui giời. Khánh bắt đầu ra khiển trách con trai rồi đấy. Khánh ra khiển trách con trai Khải đấy. Ra ngoài kia rồi. À. Penalty rồi. Bây giờ Nguyễn Quang Lâm đường phạt và đối mặt là Hà Tâm. Không thể đỡ nổi quả bóng. Tỷ số đã là 2-1. Ôi
Đây nóng, đẩy ra rồi. Đóng thẳng vào gỗ chứ. Nhanh. Cố.
Ôi rồi ôi Hà Tâm ơi là Hà Tâm. Thế là 3-1 rồi. 3-2 rồi. Thế là coi như là Hà Tâm quả đấy coi nè. Bình tĩnh. Vào rồi. Thế là tỷ số là coi như là tỷ số hiện nay đã là 3-3 rồi. Hay quá, dóng lên. Ui giời, ui giời. Đóng luôn. Ta sao được cho tiền này. Hà Tâm nói bắt con kiểu đéo gì nhỉ. Hay quá bao bạn ơi. Trời ơi. Tú em lên. Cố lên, cố dướn lên tí nữa. Hay lắm, ta chắc cái. Hay quá bạn ơi. Tiến. Ta sách thảo. Ui giời ơi, cháu bắt bài rồi. Cháu bắt bài của cậu rồi. Khải đã bắt bài được của cậu Tiến rồi, cho nên là cháu ta sai thảo, ta sai thảo. Dướn dướn lên. Hay quá. Hay thế nhỉ. Tản cánh đi. Em vào luôn. Hay quá anh ơi. Hay quá. Em vào. Mất bóng rồi. Chạy đi, từ từ. Em lên luôn. Tú em lên. Sút đi. Ông bạn ơi. Vào. Đây không ạ, sắp thở oxy rồi. Thở oxy rồi. Tuyên vào bắt à? Đâu cháu không bắt được. Vào bắt là ngón bên kia cái cân. Tay đang chẹo bắt. Trên là ngón bên cạnh cái chỗ đều đó. Đâu của ai? Hay quá anh ơi. Thảo. Ôi giời. Wow. Tập sâu đi.
tay nó chật hết rồi, còn món nào ra hồn nữa. Đánh 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 đánh. Hay quá, xong lên luôn. Để xong luôn đi. Đấy, cái bên kia. À, đừng có chụp vào nhau. Đấy. Bắn. Nhập đấy, hôm nay con người say nhập đấy. Đeo rồi.
Còn nguyên em ơi, tôi kia. Trời ơi, ai cái anh tổng thì kia rồi. Cũng cái loại lầm lửa. Hay lắm anh ơi. Đá mạnh lên, ngày mai lại thịt nướng đấy. Lần sau mua cho gà coi là chân dài chạy cho nó nhanh hả? Cho ăn gà chân dài là coi là chạy. Trận đấu ngày hôm nay phải nói là tỷ số gọi là giằng co nhau ác đấy, có đúng không? Tỷ số hiện nay vẫn đường là 3-3. Mấy giờ rồi Vũ Linh? Bây giờ mấy giờ rồi? 8 giờ kém 7 phút. 8 giờ kém 7 phút à? 7 phút nữa anh em mình đi về thôi. Dễ, lạnh lắm này. 8 giờ về uống nước thôi. Đứng đây lâu lạnh lắm. Từ 6 giờ mà coi là đến 8 giờ 2 tiếng rồi. Em luôn. Ấy, may quá, Tiến đỡ được quả đấy. Ông Kim ở nhà coi là đã làm coi như là đồ nhậu rồi đây này. Cho coi là các cầu thủ rồi. Thường cứ sau những các cái trận bóng này là anh em chú cháu coi như là lại coi là thi tổ chức coi như là đánh chén với nhau cho nó vui, tranh thủ mùa hè đi về đây. Ừ, thôi nhá, bọn cầu thủ về sau nhá. À, thôi đứng đây lạnh lắm rồi, coi là chương trình thì coi là ghi hình đến đây rồi, lạnh lắm rồi, nghỉ thôi. Video đến đây mình xin kết thúc, xin chào tất cả các cầu thủ nhá. Và xin chào tất cả các bạn khán giả trẻ trên kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng của mình nhá. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Đây là những các cái buổi mà coi là chiều đến anh em chú cháu chúng tôi đi thể thao cho nó khỏe người. Nhưng mà hôm nay mình xuống đây trời nó lạnh lắm các bạn. Các bạn thấy những người nào phải mặc áo khoác hết. Bây giờ mình đi về nhà uống nước chè thôi. Còn bọn cầu thủ này đá thêm mười mấy phút nữa là cũng hết giờ rồi. Coi như là về xong. Mình xin chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn khán giả trẻ trên kênh YouTube Về Miền Tuyết Trắng của mình. Và xin chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Này kinh nhờ. Trận đấu hôm nay phải nói là tỷ số gọi là giằng co ác đấy, nhảy Vũ Linh công nhận không? Trận đấu hôm nay rất là hay. Tỷ số hiện nay vẫn đương là 3-3. Gây cấn đấy. 3 đều. Gây cấn thật. Đầu dính có lắm, khỏe hết rồi nhờ. Nay coi đá coi là không nghỉ ngơi thì coi là... Thôi nhá, mình xin chào 3K mọi người nhá. Bye bye nhá.